hay là đoàn Trung Quốc nhé, Trung Quốc trên quy mô. Pakistan. Đoàn Việt Nam cũng đến trội ấy, cờ đỏ nổi lên. Đồ áo dài. Đây là đoàn nước nào đây? Đỏ. Đây là sân khấu. Đây là sân khấu nhé mọi người, sân khấu chuẩn bị diễn chương trình điều hành và lễ đài nhé. Ca nhạc ca sĩ Phan Đình Tùng, đoàn Việt Nam với đoàn Trung Quốc đứng gần nhau. Đây là ban khán đài VIP. Lại đi lại cho đoàn Việt Nam không, có cầu thủ mặc áo đỏ đi sang khác. Đây, truyền hình trực tiếp của đài MBC. Đài báo rất là đông. Đây, chúng ta đang gần đoàn Việt Nam. Đây. Indonesia. Đồ vô trang truyền thống rất là ấn tượng nha. Đoàn Nepal. Rồi đây đoàn Việt Nam. Thank you.
đâu? Em biết giải. Cái áo cái ngựa. Vô cái ngựa đi. Đây vô kia mua vé. Bên kia. Phải không? (2019) 더블암프레이드를 시작할 예정입니다. 프레이더 참가자들께서는 각 나라별로 보여주시고 관람객께서는 원활한 진행을 위해서 현장 진행원의 안내에 따라서 행동해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 더블암프레이드가 끝난 후 바로 직후에 팝 뮤직 콘서트가 바로 이어서 진행될 예정입니다. 끝까지 우리 관람객 여러분들 함께해 주시면 고맙겠습니다. 네팔, 방글라데시, 인도네시아, 파키스탄, 태국, 우즈베키스탄, 중국, 캄보디아, 트렌디 순으로 우리가 진행이 되겠습니다. 아트랙션 요마 로스타. 안녕하세요. Đây là cái lán trại của người Mông Cổ du mục, dân du mục nhé. Lọng chia rất là đẹp. Đâu nhỉ? Đâu? Bên kia, bên công viên bên kia vẫn có. Còn Mông Cổ có vẻ ấn tượng nhất nhỉ? Nhìn trang phục. Còn đi những đoàn Tây Tạng sang này. Đẹp quá nhỉ. Còn Việt Nam cũng ấn tượng nhỉ. Đa văn hóa như dự ơi. Vô đoàn Việt Nam đây. Cái lọng của nhà vua công chúa ngày xưa ấy. Đó. Ngôi nhà du mục của người Mông Cổ xem người. Kỳ của Việt Nam. Đại kỳ.
승천 이끌어줄 나라는 대한민국 해군 지사대가 먼저 선두에서 나무라 전체 13개 국가를 모두 이끌고 있고요. 그 다음 첫 번째 출발하는 플레이드 국가는 2019의 주민국입니다. 스리랑카가 먼저 출발할 건데요. 한번 불러보겠습니다. 스리랑카 아니죠? 스리랑카! 스리랑카 소리 질러주세요! 예, 스리랑카가 제일 첫 번째 플레이드 국가고요. 다음! 미얀마! 미얀마! 파이팅! 자, 다음 미얀마에서 세 번째로 플레이드 참가 국가는 베트남! 베트남 화이팅! 세 번째에서 네 번째는 네팔! 땅걸 아이! 네팔! 이어지는 국가는 방글라데시! 와우! 자, 이것도 작은 것 같습니다만 화이팅이 아주 뛰어납니다. 방글라데시에서 인도네시아! 예! 전 세계에서 가장 많은 선으로 이루어진 나라가 바로 인도네시아입니다. 다음 뒤에 들었던 나라는 파키스탄! 와우! 파키스탄! 좋아요? 네. 이어진 나라는 태국, 태일랜드! 뱅거. 네. 아, 재미가 너무 잘 되겠습니다. 자, 다음 우즈베키스탄! 아, 고맙습니다. 네. 아, 아 đứng đây một mình. Đứng xem rồi ngứa đấy. Có người chưa? Cô cười đi. Hả? Đi vô mua cái cửa ngựa đi. Rồi.자, 마지막 트레이드 국가는 필리핀! 네. 자, 이렇게 대한민국 해군 지사대를 수준으로 해서 13개 국가가 이곳을 출발해서 창원 신천을 돌아서 성산 앙코를 지나서 이곳까지 도착을 합니다. 출발할 때 무대 앞에서 각 나라별 퍼포먼스를 한번 보여줄 거고요. 그 다음 내일 트레이드를 하고 난 다음에 다시 이곳에 도착하면은 도착과 함께 이곳에서 한 번 더 자기 나라를 섬기가는 목적이라든지 전국 국가라든지 Lên quá.
khung cảnh Việt Nam có hai đại kỳ. Chân của cả của Mông Cổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây Đại Kỳ đang đi tới. Trời mình bị giải lắm thơm nè. Đây có phải bảo alo ở đâu? Việt Nam có tới 4 cái đại kỳ, có nhiều lá cờ to thế. Ừ. Ôi trời ơi, nãy giờ mình thấy cái gì đấy? Áo đâu? Có cái gì đấy? Điện thoại chứ cái gì? Bất ngờ. Lúc trời chiều chiều mãi mà không thấy lạ, không có ai đi. Cầm chơi chơi chơi. Bây giờ để nó xóa đi. Bác sĩ, bác sĩ cố tình thôi đi chơi lại chứ. Đây, bên trên này là có đại kỳ này, rất nhiều đại kỳ. Đại kỳ này này. Lô. Cái này là cái gì đấy? Hướng đến Ùn Khúc à? Cái nhà. Đây là đại diện cho đội bóng, cho đội bóng về đội tuyển Việt Nam hướng tới Ùn Khúc. Cổ động viên này Trang Huân tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch Ùn Khúc. Chưa ăn à? Ăn rồi. Mà lại nói. Đây là con trâu vàng của đại kỳ Việt Nam. Đây là con phan. Thank you.
한국. 자 이제 준비가 다 된 것 같습니다. 약 1분 후에 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 咋了
여러분들 마음도 춥지? 즐겁고 신나게 즐기고 계신가요? 안 들립니다. 즐기고 계신가요? 네. 자, 요즘 남들이 안경을 한다고 있어. 외국인을 많이들 나와서 한국에 오니까 꽃매워 맛있는 대표적인 것도 있고 또 전통고기까지 함께 다 모이고 있습니다. 230만 다브라시들 빠져서 마파가 대표가 함께하는 문화단체인 만큼 오늘 트레이드는 총 13개의 국가가 참가되어 있습니다. 각각을 대표하는 선진과 그리고 전통 의상들을 활용해서 청년들이 장관을 내리며 청관 시청까지 선진에서 곳까지 돌아가고 계십니다. 자, 그리고 다들 기대가 되시는데요? 여러분 앞을 지날 때 각각의 전리단 시청에게 많은 경주와 감성과 함께 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 2019 마포 2019 나무라프레이드는 특별히 이주민 공사당 300명이 진압을 합니다. 나무라프레이드를 보기 위해 이곳을 찾은 관람객분들도 그리고 함께하신 모든 분들이 프레이드님들과 함께 즐거운 시간을 함께 보내주시면 감사하겠습니다. 자, 그럼 이제 2019 나무라프레이드 시간이 앞서 마포 축제를 도와주신 분들의 우선 말씀을 간단히 들어보도록 하겠습니다. 먼저 김경수 경상남 도지사님의 인사 말씀을 드리겠습니다. 여러분 한 박수로 사장님 모시겠습니다. 예, 반갑습니다. 소개받은 경남 도지사 김경수입니다. 반갑습니다. 우리 지역의 축제가 아니고 대한민국의 축제가 되었습니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 마포 축제가 지금까지 꾸준히 이어질 수 있도록 고생해주신 분들께 감사를 드립니다. 우선 축제를 만드시고 지금도 축제 현장을 맡아서 늘 고생하시는 우리 최성 목사님께 감사드리고요. 그리고 축제 현장을 맡아서 매년 고생하고 계시는 신축경 위원장님과 강재현 위원장님 그리고 수영장님과 우리 수현이 목사님께도 감사드립니다. 우리 만큼 만나자들께 박수 좀 부탁드리겠습니다. 혹시 여러분 만큼 축제 기획 원수님이 đẹp đấy. Thấy chưa? Tài đâu? Tài đâu đi đâu? Tài hôm nay không đi à? Hai vợ chồng với hai bạn à? Đến đâu chưa? Ở đây đến được lúc rồi. Ở đây. Ba giờ này thế nào? Vẫn thế chứ nào? Mày làm ăn phát đạt. Đêm qua như đang làm nhỉ? Đêm qua làm đến 1 giờ mà. Tôi làm 4 giờ. Đều thế. Làm từ 4 giờ.
4 giờ lên đấy. Thế 1 giờ 8 tiếng. Lâu lâu 5 ngày làm đêm làm đều. Thế 5 ngày cứ thứ hai thứ sáu thì đều, nhưng mà thứ bảy thì lâu lâu mới có. Lâu lâu mới làm á? Lâu lâu là động vậy. Không được làm thứ bảy mấy ạ? Tháng được có tháng được 2 buổi, có tháng được buổi. Giờ tháng mình trả được buổi nào kiếm lắm, đúng là ngoái. Năm nay được này, kiểu ơi, làm thêm tháng có 3 triệu được rồi. Tuổi 4 triệu không làm mới đâu ra. Thứ bảy không làm thì có. Thứ bảy không làm thì 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 đấy nhỉ. Thế nếu mà nữa làm ngày không thì... Nếu mà được tăng ca đều. Không, thấy được tăng ca đều thì mới được đấy. Chứ còn không có tăng ca là không có. Năm nay đông à? Hơn những bạn đang đứng trên bờ mà tìm lúc trời đang lạc ở đâu không biết, đang tìm không thấy. Đứng trên kia cao nhìn nhón gió mà. Này mình có cờ ông ấy là có cái hình của ông bác, hình bác ăn sơ ơi để mù mà không biết là có được đấy là cái trâu mình khó lắm, thắng nước bắt đầu từ công phu lắm. Nhìn thấy con trâu mình xấu mấy con vui của bạn kia, mông mông cổ lên màn đẹp này, ừ, con vui đẹp này, nước nó làm ấy lắm, làm công phu hơn. Tối mới hát thôi. Tối mới hát à? Tầm 6 giờ điều hành xong cái vào một tí là xong rồi. Làm một lâu này đến lúc là nhận đoạn tối là hát. Qua Đình Tùng hát chưa? Qua Đình Tùng hát chưa? Lúc này hát trên kia. Lúc này chưa đến. À dạ. Này hát lên lán mình rồi. Tí nữa là hát trên công lớn. Anh nhìn mình này. Có đi hôn những bọn ấy đứng trên bờ, trên bờ cao lúc giờ đang đi tìm mà không biết thấy chứ. Lạc à. Rồi cứ chơi thoải mái đi, lúc mua về rồi tìm, chờ tìm lại điện mà. Thế có về không? Năm nay đông nhỉ? Tết về chứ? Về, thế về không? Hai vợ chồng về không? Mới về. Hả? Lăng Lòng. Ảo này ảo thôi. Hình như thằng nữ về lấy Nam Việt. Về chưa? Về, hình như về rồi. Không biết chứ không. Về rồi mấy lấy đứa nào đang tìm trang về Việt Nam. Thấy tìm à? Không biết nhờ quân chắc là quân bồ ngày xưa sao. Nhưng kiểu như đấy đấy đang cá lên trang chào quân để đi tìm. À. Trang chào quân mà không có gái đâu. Mà không biết nick của anh, nếu mà chắc không phải nick của anh mà thì chắc là đứa nào nó lập nick ảo của anh, đúng không? Thank you.
bố nhỉ? Đúng thật đấy. Đúng thật đấy. Có nhà gì giống bố nhỉ? Chứ hai ông con nhỉ? Rồi đi đòn là tôi sẽ đòn thay là lên cao tí cũng dễ thấy. Paradise,
Thank you.
cả. Làm quá đông luôn, dài nhất trong đoàn. Đây là lối ra nha mọi người, rất là đông, chưa bao giờ thấy Việt Nam đông. Chúng ta ra đây sẽ lên Việt Nam, sẽ đứng ngoài ngã tư đây rất là đông. Sau khi diễn hành cho khắp đài thì có một sang công viên khác để trình diễn thời trang, đi trên một đường quốc lộ rất là dài. Đông quá. Thank you.
trên đại lộ Dragon nhá, trước đài truyền hình KBS. Tới 4 lá đại kỳ được các bạn kéo theo. Mọi người giữ đội hình nhá. Rất là dài, rất là nhiều. Đây hình châu vàng Việt Nam. Thank you.
nhiều nhất là dài không dễ tá đâu. Rất là nhiều nên ta là phải tít. Bây giờ ta ra trung tâm chẳng rồi. Đâu cũng thấy người Việt Nam. Quay đoàn Việt Nam cũng vậy, đoàn Malaysia rất là ít.
bắc cẩm nhá. Cẩm này thấy Việt Nam hoành tráng không? Đang ở nước ngoài chứ không phải trong nước thì bác nhá. Rất dài, 3-4 lá đại kỳ luôn. Khoảng mình đoạt Việt Nam khoảng hơn 100 mét. Các bạn trẻ Hàn Quốc rất thích đoàn Việt Nam. Nhiều bạn đứng vẫy tay chào đoàn đi qua. Đoàn Việt Nam dài nhất. Quá dài. Các bạn chị ăn có người rất thích đoàn Việt Nam. Ta diễn hành có một vòng quảng trường này để trở về đoàn trở về.
U24 lại thắng à.
đoàn Việt Nam rất ấn tượng. Cụ đang đứng chào đoàn Việt Nam, cụ người Hàn Quốc rất thích đoàn Việt Nam. Dân rất thích. Các nhiếp ảnh gia của các nước cũng đưa tin lấy ảnh người Việt Nam. Tràng Won Hàn Quốc bạn ơi, khu vực Tràng Won nha. Mình đoạt người ta cũng rất là dài. Đông quá, đoàn Việt Nam đông quá nên là chip mất nửa đường giao thông không lưu thông. Rồi trật tự đang Seoul là tổ chức rồi, Seoul tổ chức tuần trước rồi. Thank you.
회공들러야 되는데 공성들러 사망했습니다. 아, 스톱물러인데 거프가 왜 눌려? 사망했습니다. 오케이. Chào ngon Mai San nhá. Chào.
ba sọc không có cửa đâu. Yeah.
đó là người ta.
Ôi, chào các bạn nha. Đây, kết thúc ở đây thôi. Để tối lại live stream tiếp nha. Tại đoàn chuẩn bị công tác cho bạn đêm nữa. Tối đêm nay chờ live stream tiếp các bạn nha. Đây, tối nay đoàn sẽ còn nhiều các hoạt động khác. Nên bây giờ phải tạm. Các bạn tối nay nhá.